Sao sao sao? Con nè bốc phét. Tao nói điều. Ho luôn mà. Nhìn người bên tay mà không cần cái kia. Tao kết hai thằng đó, đời của nó xứng đáng thuộc về tao. Không hiểu sao là hai thằng chó nó vẫn cứ được đề cao. Rõ ràng tao hơn nó, tao cũng làm được nếu cơ hội thuộc về tao. Tao muốn vào showbiz nhưng mà chúng nó lại muốn chạy ngược về sau. Hai thằng bịp may mắn, hai thằng bịp nghĩ mình hay lắm. Hai thằng bịp nói điều về việc chúng nó đi lên từ bàn tay trắng. Không thể phủ nhận nhạc nó hay dù tao ghét hai thằng đấy cay đắng. Tao tán con gậy tao vài tuần mà chỉ một lần đã bị nó làm say nắng. Không biết sẽ thế nào nếu tao được sống một ngày của Ryan. Tao cảm thấy có thể là một nửa thành phố này trở ngay. Bước vào trong club trải nghiệm cảm giác bị mấy con hàng bù vây. Không thể nào tin được em gái đến bảo là của tao bằng cổ tay. Trong inbox TikTok, what the fuck, toàn mấy em KOL. Qua được, tao sẽ pick một em và dẫn vào ngay hotel. Cuốn cho anh một điều nữa đi, tao bật bài để lên khi vào tay email. Như là Sơn Tùng NTP khi gọi Sơ Kai ơi em tỏ say oh yeah. Đã vậy, sau mỗi YSL thơm đầy trên màn này. Gucci Ameri, sao thằng chó này nói nhiều quá vậy. Tao cảm thấy lệch con khi phải đeo trên cổ đồng đà này. Deadly 100 cân, cơ trọng tâm của tao khá quá này. Đâu rồi tao mới không tham gia gì khi tao cùng anh em Ryan đang nâng ly. Brand new Air Force 1 chân đi, master tao cài chảy vào tao châm đi. Bóng sập men diệu cướp tao và cơ thể Ryan có vẻ như đang phân ly. Tao lại có về cảnh cũ lấy sự giận dữ mỗi ngày ra nhâm nhi. Tao kết hai thằng đó, đời của nó xứng đáng thuộc về tao. Không hiểu sao là hai thằng chó nó vẫn cứ được đề cao. Rõ ràng tao hơn nó, tao cũng làm được nếu cơ hội thuộc về tao. Tao muốn vào showbiz nhưng mà chúng nó lại muốn chạy ngược về sau. Hai thằng bịp may mắn, hai thằng bịp nghĩ mình hay lắm. Hai thằng bịp nói điều về việc chúng nó đi lên từ bàn tay trắng. Không thể phủ nhận nhạc nó hay dù tao ghét hai thằng đấy cay đắng. Tao tán con gậy tao vài tuần mà chỉ một lần đã bị nó làm say nắng. Tao nghĩ đấy là bịp, tao không tin anh em nó giang hồ. Một đoàn 20 xe nhưng tao không thấy thằng đấy rap gangster. Con gậy nó tao nhắn tin từ năm ngoái cho đến tận bây giờ. Thế mà không được rap chắc vẫn đang bị ở phần tin nhắn đang chờ. Tao chẳng tức sao lyric của nó tao thuộc hơn hàng đẳng thức. Chắc cả tao đang nghe nói nhạc thằng này chắc chắn có gì uẩn khúc. Nhưng mà nghe cũng có vẻ oai, tao hy vọng bác sĩ có thể sai. Đi sang tất cả trại cai nghiện mà bác sĩ bảo nhạc này rất là khó để cai. Kìa thằng Max chắc kiếm được nhiều mà sao lại không lấy khoe. Suốt ngày ở phòng thu mà không ra nhạc nó chỉ để trong máy nghe. Nếu tao có mấy bài nhạc đó tao sẽ bật cho gái để mà mong lấy lê. Không hiểu sao tao ghét nó nhưng mà nhạc của nó tao đang thấy mê. Tài khoản thằng Max có quá nhiều tiền đêm nay nó phải giảm. Lần đầu tiên trong đời tao bước vào club mà quán họ trải thảm. Hút bên cùng Ramzone, paranoid tự nhiên tao lại hoảng. Trước mắt đúng một cái tao quay về lại đứng ở ngoài hàng. Thằng đó đời của nó xứng đáng thuộc về tao. Không hiểu sao là hai thằng chó nó vẫn cứ được đề cao. Rõ ràng tao hơn nó, tao cũng làm được nếu cơ hội thuộc về tao. Tao muốn vào showbiz nhưng mà chúng nó lại muốn chạy ngược về sau. Hai thằng bịp may mắn, hai thằng bịp nghĩ mình hay lắm. Hai thằng bịp nói điều về việc chúng nó đi lên từ bàn tay trắng. Không thể phủ nhận nhạc nó hay dù tao ghét hai thằng đấy cay đắng. Tao tán con gậy tao vài tuần mà chỉ một lần đã bị nó làm say nắng.